Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi dịp đầu xuân năm mới, tại nhiều bản làng của huyện Văn Bàn, bà con các dân tộc lại rộn ràng trong những lễ hội truyền thống như lễ hội xuống đồng, cúng thổ công, cúng rừng. Chúng ta cùng cảm nhận không khí này tại thôn Tu Thượng, xã vùng cao Nậm Xé. Với 100% đồng bào Mông Xanh cùng sinh sống và còn lưu giữ được nhiều nét đẹp truyền thống, lễ hội đầu xuân được bà con thôn Tu Thượng chuẩn bị khá sớm và chú đáo. Ngay từ sáng sớm, bà con đã tươm tất mâm cỗ cúng dâng tổ tiên với những món ăn từ núi rừng như măng vầu, rau rừng, thịt lợn, thịt gà, cá suối. 5 giờ mình bắt đầu dậy về để chuẩn bị các món ăn, trang phục và mâm cỗ gì không có gì nhiều, gia đình mình làm ra thôi. Năm sau mình còn mong muốn nó đông vui hơn. Sau phần lễ cầu cho năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, dân bản no ấm, bà con cùng hòa mình vào những điệu xòe, trò chơi dân gian đặc sắc, tạo sự gắn kết trong cộng đồng. Hội xuân năm nay đến đây rất là vui, muốn năm mới này mình làm được nhiều thành tích hơn nữa. Cũng như các địa phương vùng cao khác của Lào Cai, đại dịch Covid-19 được kiểm soát. Tại nhiều xã của huyện Văn Bàn, tùy theo điều kiện thực tế và phong tục tập quán, cấp ủy chính quyền tạo điều kiện để bà con tổ chức các hoạt động lễ hội phong phú, góp phần khơi dậy, bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc. Trên cơ sở những cái thế mạnh, những cái bản sắc của từng dân tộc cũng như là mỗi địa phương thì để nó có những cái đổi mới trong hình thức tổ chức thì huyện cũng đã có cái sự định hướng các cái xã là lựa chọn những cái bản sắc văn hóa thật đặc sắc của mình để tổ chức làm sao phù hợp với thực tế của địa phương cũng như là tạo cái sự hấp dẫn cho nhân dân cũng như là du khách đến với Văn Bàn. Sau các lễ hội, huyện Văn Bàn cũng đã có kế hoạch chỉ đạo bà con bắt tay ngay vào sản xuất vụ xuân. Khí thế của những ngày đầu xuân mới, tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao là động lực để Văn Bàn quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2023.